Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 5 ngày 20 tháng 8. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp trực tuyến với các địa phương. Giao ban công tác dân vận 7 tháng đầu năm. Kinh nghiệm kéo dài vụ thu hoạch nhãn của hai hộ dân ở thành phố Hưng Yên. Công ty nước sạch Ngọc Tuấn đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp trực tuyến, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cuộc họp tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 10 huyện, thị xã, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn. Tính đến 16 giờ ngày 19 tháng 8, tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận ca bệnh COVID-19. Toàn tỉnh đang cách ly gần 2.500 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế là 38 người, cách ly tập trung tuyến huyện là 141 người, cách ly tập trung tại khách sạn là 155 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú 2.164 người. Liên quan đến bệnh nhân 973, ngày 7 tháng 8 đã ăn tại nhà hàng Sen Đồng, thành phố Hưng Yên. Ban chỉ đạo tỉnh và thành phố Hưng Yên đã rà soát được 653 người, gồm 29 F1, 234 F2 và 390 F3. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã lấy 204 mẫu, xét nghiệm được 134 trên 204 mẫu đều cho kết quả âm tính lần một. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương sớm kiện toàn bộ máy để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cấp chính quyền phải tuyên truyền để nhân dân hiểu các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tỉnh áp dụng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân nên phải hết sức quyết liệt. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng chỉ đạo ngành y tế và các địa phương phải tập trung rà soát tìm ra được các trường hợp F1, F2 trong thời gian nhanh nhất, sớm cách ly khoanh vùng. Huy động sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trong việc phát hiện các trường hợp F1, F2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cần nâng cao năng lực xét nghiệm cho kết quả nhanh và chính xác, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động đề xuất mua sắm vật tư thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Ngành y tế cần có giải pháp hạn chế tối đa việc thăm người bệnh tại các bệnh viện. Giao cho ngành y tế hướng dẫn các bệnh viện, các cơ sở y tế, ai được vào chăm sóc bệnh nhân, những bệnh nhân nào thì không cho người nhà vào, để gia đình mà cả họ rồi cả bạn bè cả cơ quan đến thăm bệnh nhân là nguy cơ rất cao, hạn chế tối đa người đến thăm bệnh nhân. Các địa phương phải duy trì và củng cố đội phản ứng nhanh, quyết tâm không để Hưng Yên trở thành ổ dịch, phát huy vai trò của đài truyền thanh cấp xã trong việc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết cách bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch như bắt buộc đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, hạn chế liên hoan hội họp, đám cưới và không ra khỏi tỉnh khi không có công việc thật cần thiết, đồng thời cập nhật các biện pháp công nghệ để phòng chống dịch COVID-19. Tất cả cán bộ đảng viên mà có điện thoại thông minh thì sau ngày hôm nay và ngày hôm nay là phải cài đặt Bluezone. Nếu mà chúng ta ngồi đây mà lại tỷ lệ cài đặt thấp thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì tôi cài và đồng chí cài thì hai bên mới báo nhau được, chứ còn về tất cả phòng ta có một người cài thì tác dụng gì? Không được. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương cần thành lập các chốt phòng dịch ở các điểm tiếp giáp với các tỉnh lân cận, rà soát lại kịch bản phòng chống dịch COVID-19 theo các cấp độ đã được Ủy ban dân tỉnh ban hành. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 7 tháng đầu năm 2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 7 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy đảng chính quyền đã cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết trong lãnh đạo điều hành về công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, đảng viên, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác dân vận năm 2020 với chủ đề năm dân vận khéo.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu công tác dân vận cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổng hợp ý kiến của nhân dân, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị sớm hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo, quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội. Các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục nắm tình hình nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với đồng chí Doãn Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đối với các đồng chí Phạm Quốc Hoàn, trưởng phòng Tài chính kế hoạch và đồng chí Bùi Tuấn Anh, trưởng phòng Kinh tế. Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng mong muốn các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy năng lực trong lãnh đạo chỉ đạo cùng với Đảng bộ Nhân dân thành phố Hưng Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh trong thời gian tới, thành phố cần tiếp tục phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, quy hoạch chung thành phố Hưng Yên để nâng cấp các tiêu chí đô thị, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở. Từ thành công tại các đại hội, một trong những việc rút ra là công tác xử lý tốt các thông tin thất thiệt cũng như đơn thư nặc danh, đơn thư mạo danh để vu khống nhằm gây mất đoàn kết tại địa phương. Phóng sự được thực hiện tại huyện Yên Mỹ. Tại Đại hội Đảng bộ huyện Yên Mỹ lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu ban chấp hành khóa mới với số phiếu đạt cao, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện theo quy định. Điều này thể hiện sự đoàn kết thống nhất của các đại biểu tham dự đại hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kỳ vọng vào những người được bầu tham gia ban chấp hành khóa mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm đúng pháp luật để đưa phong trào của huyện đi lên. Trong đó, có mục tiêu chính là nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Dù trước đại hội xuất hiện đơn thư nặc danh, mạo danh gửi đến cơ quan chức năng. Đơn thư nặc danh, mạo danh thì theo quy định của Đảng và pháp luật thì không xem xét giải quyết. Ban thường vụ, ban chấp hành cũng nghiêm túc xem xét những cái nội dung rồi dư luận xã hội nêu. Từ đó thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải thật là chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Thời điểm trước khi diễn ra đại hội đảng bộ xã, có cán bộ xã và trưởng phó thôn ở Tân Lập bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra xử lý do sai phạm quản lý đất đai. Điều này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật nhằm xử lý đúng người đúng tội. Tuy nhiên, một số người cố tình vin vào lý do này đưa ra những dư luận sai sự thật nhằm cả vào những cán bộ năng nổ, làm tốt phong trào được nhân dân đánh giá cao. Qua các việc làm của một số đồng chí sai phạm thì được một số đồng chí được phân công trước đảng bộ. Tôi mong rằng các đồng chí sẽ làm đúng pháp luật, phải không? Và mạnh dạn và để đưa phong trào của Tân Lập ta ngày càng đi lên hơn nữa. Đảng ta đang đẩy mạnh công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, mà trước hết là từ công tác cán bộ. Đảng luôn đề cao những cán bộ có nhiều sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để làm những việc có lợi cho sự phát triển của đất nước, có lợi cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Thường là những cán bộ trực tiếp làm việc có cái sự va chạm nhiều mà liên quan đến quyền lợi, liên quan đến những cái lợi ích của một ít số ít người hoặc một nhóm người nào đó thì đúng là cũng có những cái sự không hài lòng. Quan điểm chúng tôi là phải bảo vệ những cái đúng. Thế còn cái sai, cái mà người dân chưa nhận thức được thì mình phải kiên trì để mà tuyên truyền, thuyết phục. Phê phán những cá nhân, tổ chức làm sai quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng ta cũng phải có chế tài xử lý đối với những người vì lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt, gửi đơn thư mạo danh, tạo dư luận không đúng sự thật trước các sự kiện chính trị quan trọng tại địa phương.
Thời điểm này, nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch diện tích nhãn đã chín rộ. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch và tiêu thụ được 40% sản lượng trên tổng số 50.000 tấn nhãn. Vụ nhãn năm nay, toàn tỉnh có hơn 4.500 ha nhãn, trong đó có 4.000 ha cho thu hoạch. Nhờ thời tiết thuận lợi, cùng với việc người dân tích cực đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản lượng nhãn tăng khoảng 20% so với vụ nhãn năm 2019. Đến nay, các địa phương như thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ chủ yếu đã thu hoạch xong nhãn trà sớm và trà trung. Huyện Quai Châu bắt đầu thu hoạch và tiêu thụ các giống nhãn trà muộn. Theo số liệu của Sở Công Thương, đến nay toàn tỉnh thu hoạch được trên 20.000 tấn nhãn, giá bán dao động từ 10 đến 20.000 đồng một kg. Một số giống nhãn đặc sản như nhãn đường phèn, nhãn cùi, T2, T6 có giá cao hơn từ 2 đến 3 lần. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên việc tiêu thụ tại các địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do không có thương lái thu mua, cửa khẩu thắt chặt dẫn đến ảnh hưởng xuất khẩu quả nhãn ra các nước. Để nâng cao giá trị thuận lợi cho tiêu thụ, bên cạnh việc xây dựng các mô hình sản xuất nhãn an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, những năm trở lại đây, những hộ dân trên địa bàn xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên còn áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất nhãn giải vụ, làm ba trà, trà nhãn sớm, trà chính vụ và trà nhãn muộn, kéo dài thời gian thu hoạch lên gần 4 đến 5 tháng một vụ. Từ tháng 5 đến nay, ông Xây đã thu được trên 2 tấn nhãn quả. Nhìn vườn nhãn này thì đến tháng 9 tới và đặc biệt là tháng 12 vẫn cho thu hoạch. Sở dĩ nhãn thu hoạch giải vụ như vậy là do nhận thấy những năm gần đây diện tích sản lượng tăng cao, khó khăn cho việc tiêu thụ, nên gia đình đã kết hợp kinh nghiệm sản xuất với áp dụng nghiêm ngặt khoa học kỹ thuật tiên tiến và chăm sóc để điều khiển nhãn ra quả vào các thời điểm khác nhau. Ông Xây cho biết, sản xuất nhãn như vậy vừa tiết kiệm công thuê mướn, dễ bán và bán giá cao hơn so với chính vụ. Ước vụ nhãn năm 2020, gia đình ông thu 6 tấn quả, bán đầu hoặc cuối vụ có giá từ 40.000 đến 55.000 đồng một kg. Quy trình chăm sóc nó cũng như chăm sóc coi các chính vụ mà theo quy trình của Việt Gáp. Thực tế, người dân chỉ quan trọng nhất là để ý chăm sóc phần nục lá của mình. Theo kinh nghiệm tôi thì cái đợt đầu tiên người ta làm vào tháng 8, xong rồi đến tháng 11 ta làm đợt 2, đến tháng 4 là chúng ta làm đợt 3. Thì lúc đó giải vụ sẽ đảm bảo thu hoạch được trong khoảng 6 tháng đến 7 tháng. Thời điểm này, vườn nhãn của gia đình bà Bùi Thị Hằng vẫn còn sai quả, thậm chí một số diện tích phải đến 2 hoặc 3 tuần nữa mới cho thu hoạch. Bà Hằng cho biết, ngoài sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp 3 năm trở lại đây, gia đình còn tích lũy kinh nghiệm chăm sóc để được thu hoạch nhãn chín sớm, nhãn chính vụ và nhãn muộn. Nhờ vậy nhãn luôn được giá và dễ bán. Vừa là áp dụng khoa học kỹ thuật mà vừa là theo cái kinh nghiệm chúng tôi đây không dùng phân bón, toàn dùng ngô mấy đỗ tương ngâm chúng tôi tưới. Chúng tôi không dùng thuốc hóa học mà chúng tôi dùng thuốc Việt Gáp. Để nâng cao giá trị, chất lượng và giữ vững thương hiệu, ngành nông nghiệp thành phố Hưng Yên khuyến cáo các chủ vườn khi áp dụng sản xuất nhãn giải vụ, các hộ cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật sản xuất nhãn, bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy trình Việt Gáp, không vì giá bán cao mà sản xuất ồ ạt. Thực hiện cam kết cung cấp nguồn nước tốt nhất tới khách hàng, công ty nước sạch Ngọc Tuấn đã nỗ lực thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng nước nguồn và nước thành phẩm. Những năm gần đây, sự ô nhiễm của dòng sông Bắc Hưng Hải đã đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của những người dân sống hai bên dòng sông, trong đó có người dân xã Phụ Ủng, huyện Ân Thi. Nguồn nước từ dòng sông này không còn sử dụng trong cuộc sống được nữa. Các hộ dân ở đây đã khắc phục tình trạng này bằng những biện pháp như dùng nước giếng khoan, giếng đào, nước mưa hoặc mua các thiết bị lọc nước về sử dụng, nhưng vẫn chưa khả thi. Việc công ty nước sạch Ngọc Tuấn triển khai đưa nước sạch về địa phương đã đáp ứng được niềm mong mỏi nước sạch của người dân nơi đây. Sống trong cái môi trường không khí ô nhiễm xong lại nguồn nước ô nhiễm này mà không có nguồn nước sạch này, tôi cảm thấy rất là không là bất ổn, nguy hiểm đến các cái thế hệ về sau này. Cho nên tôi nghĩ rằng cái nguồn nước sạch của Ngọc Tuấn về với nông thôn địa phương chúng tôi này, tôi nghĩ là rất là kịp thời, đáp ứng rất là tốt, mà chúng tôi cho rằng rất là văn minh. Gia đình tôi thì mới sử dụng được hơn một tháng rồi. Từ khi lắp giờ tôi cảm thấy là cái thứ nhất là các cái đồ dùng sinh hoạt tiện nghi gia đình là rất là sạch sẽ, trắng bóng, nó không còn hoen quẹn như trước nữa. Nước rất là trong suốt, không thấy để lại những các cái màu lạ, mùi lạ gì cả. Hiện nay nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn đang khai thác nguồn nước thô từ nước mặt sông Hồng với vị trí lấy nước có độ sâu hơn 4 mét. Trạm bơm nước thô và nhà máy được kết nối bằng phần mềm quản lý của Nhật Bản.
mẫu nước nguồn và nước thành phẩm được phân tích trực tuyến trong toàn bộ quy trình xử lý. Bên cạnh đó, công nghệ xử lý lọc nước đa cấp của Israel với chất liệu lọc mới sinh học tự tái tạo vật liệu lọc kết hợp với đá thạch anh giúp chất lượng nước thành phẩm của công ty nước sạch Ngọc Tuấn luôn đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Chúng tôi đi vào thăm quan cái công ty nước sạch Ngọc Tuấn thì nhìn chung là cái nguồn nước sạch đã tốt lắm rồi. Hai nữa là cái công nghệ của cái công ty nước sạch Ngọc Tuấn là rất tốt. Hiện nay, công ty nước sạch Ngọc Tuấn có gần 13.000 khách hàng trên địa bàn các huyện Kim Động, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Bên cạnh việc thực hiện cam kết cung cấp nước sạch với chất lượng tốt nhất, thì sự nỗ lực trong việc tuyên truyền, kết nối, giúp người dân hiểu hơn về quy trình sản xuất, ý nghĩa và tầm quan trọng của nước sạch sẽ giúp gia tăng tỷ lệ người dân đấu nối sử dụng nước sạch, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia về nước sạch của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Lữ là vùng trũng của tỉnh với nhiều khó khăn trong công tác thủy lợi. Những năm qua, huyện luôn ra sức phấn đấu xây dựng sửa chữa các công trình thủy lợi, đảm bảo phục vụ tốt nhất việc tưới tiêu cho sản xuất và đời sống người dân. Dù mưa lớn nhiều ngày liên tiếp, nhưng trên khắp các cánh đồng của xã Hải Triều không hề xảy ra tình trạng ngập úng. Hệ thống kênh tưới tiêu đến tận mặt ruộng thường xuyên được nạo vét nên việc tiêu thoát nước hết sức thuận lợi. Hơn 9 năm xây dựng nông thôn mới, xã đã vận động người dân đào đắp kiên cố hóa được 17 km thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu của hơn 210 ha đất nông nghiệp. Thay vì để người dân tự phát làm thủy lợi, mỗi năm xã đều đứng lên vận động kinh phí hàng trăm triệu đồng từ người dân để đào đắp, nạo vét, sửa chữa các công trình. Nhờ vậy, nhiều năm liền, Hải Triều luôn là một trong những địa phương đi đầu trong sản xuất lúa và trồng cây ăn quả của huyện. Ruộng cao thì có nước tưới, ruộng trũng không bị ứ ỏng là nhờ có hệ thống thủy lợi, tức là cầu cống kênh mương. Có thể nói rằng là đến bây giờ đồng ruộng của chúng tôi trồng lúa nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung là hết sức thuận lợi. Phong trào làm thủy lợi nội đồng đã được thấm ngấm vào trong các cái thế hệ người dân Hải Triều. Nhân dân thường xuyên tu bổ lạo vét và quan tâm đến công tác bảo vệ. Thì công lao công sức của mình bỏ ra thì không để cho cái việc mà lấn chiếm ảnh hưởng đến cái công trình thủy lợi, để giữ gìn cái công trình thủy lợi luôn được thông thoáng. Hiện nay huyện Tiên Lữ có 40 trạm bơm tưới tiêu phục vụ sản xuất của người dân với 108 máy bơm các loại, gần 100 tuyến sông trục kênh dẫn chính với tổng chiều dài hơn 160 km, trong đó kênh dây là gần 40 km. Toàn huyện đã xây dựng được trên 1.800 công trình cầu cống, có nhiệm vụ tưới tiêu cho trên 9.600 ha đất nông nghiệp. Những năm qua, huyện đã huy động hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình trạm bơm, cầu cống, kè sông trục. Cùng với đó, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện luôn chủ động trong việc điều tiết nước, nạo vét các công trình, vớt bèo rác trên các sông trục. Huyện cũng là địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm, không để tình trạng xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang thủy lợi. Xí nghiệp đã tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu, tu sửa công trình máy móc thiết bị, đặc biệt là các cái công trình nội đồng mới nhận bàn giao của các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến tới mọi tổ chức cá nhân và người dân để làm sao hiểu luật thủy lợi, và nhìn chung trên địa bàn huyện Tiên Lữ là không xảy ra các vi phạm công trình thủy lợi lớn. Làm thủy lợi khó nhọc trong vài năm để được sung sướng muôn đời. Lời dạy của Bác vẫn luôn là động lực để huyện Tiên Lữ phấn đấu xây dựng hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển và hoàn thành tiêu chí này trong xây dựng nông thôn mới. Để kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc, ngày 19 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào quyết định thưởng nóng 13 triệu đồng cho đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Mỹ Hào và Công an phường Bạch Sam trong vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 64.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Đồng thời tặng giấy khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bắt giữ 6.400 bao thuốc lá tại phường Bạch Sam. Trước đó ngày 12 tháng 8, trên địa bàn phường Bạch Sam, qua trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng đã mật phục bắt quả tang Nguyễn Trường Xuân, sinh năm 1987, có hộ khẩu tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, vận chuyển tập kết về kho 64.000 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 3 số 5. Không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đây là vụ buôn lậu thuốc lá nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bị bắt giữ.